Đứng hình vì thấy mặt mộc của Harry Won và Nhã Phương khi trút bỏ son phấn. Harry Won, dù đã bước qua tuổi 30, Harry Won vẫn thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ 18. Bên cạnh tài năng, vẻ đẹp tự nhiên, xen lẫn nét lai hàng của bà xã Trấn Thành cũng giúp cô đem lại lượng fan đông đảo. Dù thường make-up đậm đi diễn, đi dự sự kiện, sau mỗi lần để lộ mặt mộc không son phấn, Harry Won lại khiến công chúng bất ngờ vì diện mạo không có nhiều sự khác biệt. Đã qua tuổi 30, song Harry vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung và hấp dẫn. Ngoài phong cách thời trang năng động, người đẹp còn ghi điểm bởi lớp make-up nhấn sâu đôi mắt, làm bật các đường nét tự nhiên. Khi trang điểm đẹp hút hồn là vậy, khi bỏ make-up, Harry Won cũng gây ngạc nhiên không kém vì làn da mịn màng, căng bóng như thoa kem. Nhược điểm duy nhất trên gương mặt nữ ca sĩ chính là bọng mắt và phần thâm. Tuy nhiên, đây cũng là khiếm khuyết chung của nhiều người nổi tiếng do phải đi diễn nhiều, ít có thời gian nghỉ ngơi. Harry Won phiên bản mặt mộc với quần thâm lộ rõ, dù chi tiết này nhỏ khiến kiều nữ giảm sức sống, song vẫn không hề kém sắc. Bỏ make-up, bà xã Trấn Thành được khen ngợi hết lời vì làn da mịn màng sáng hồng như em bé, giúp cô duy trì vẻ baby, ăn gian đến cả chục tuổi. Nhã Phương, bởi đặc thù nghề nghiệp là diễn viên, trang điểm là thao tác không thể thiếu với Nhã Phương, giúp mỹ nhân 9X duy trì hình ảnh đẹp nhất trong mắt công chúng. Thường xuyên make-up là vậy, nhưng hệ cứ gỡ bỏ lớp son phấn, ngôi sao của phim Tuổi Thanh Xuân lại đốn tim hàng loạt fan nhờ mặt mộc không tì vết, thậm chí còn tỏa sắc kiều diễm hơn cả khi make-up và trang điểm đậm. Vẻ long lanh rạng ngời của Nhã Phương khi đã được các phù thủy make-up hóa phép. Không chuộng trang điểm đậm vùng mắt như Harry Won, bạn gái Trường Giang ưu ái cho các màu son tươi tắn, có khả năng thổi bừng sức sống cho gương mặt. Nhã Phương khi trang điểm đã làm say đắm bao người hâm mộ, đến khi khoe mặt mộc, cô nàng còn khiến fan mãn nhãn hơn bởi nhan sắc tự nhiên ấn tượng chẳng kém. Tuy cũng bị mắc nhược điểm nhỏ là bọng mắt như đàn chị Harry Won, song vì không có quần thâm, chính khiếm khuyết này lại khiến đôi mắt to tròn của Nhã Phương càng thêm thu hút. Làn da trong suốt như pha lê của mỹ nhân 9X khiến phái đẹp vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Nhiều người cho rằng chẳng cần tới son phấn, Nhã Phương vẫn tỏa sắc lung linh như thường. Làn da săn chắc mịn màng không một vết mụn của ngôi sao Tuổi Thanh Xuân chính là niềm mơ ước của các cô gái. Chẳng ai còn nhớ chị Dừng nữa, Trấn Thành chắc hẳn cũng giật mình khi thấy đàn chị giờ sống như thế này. Đã 2 năm trôi qua, giờ nhắc đến chị Dừng, người phụ nữ ẵm 100 triệu từ tay Trấn Thành chắc hẳn ai cũng giật mình. Năm 2015, trong chương trình Thách Thức Danh Hài, khán giả Việt đã rất ấn tượng và thích thú trước một người phụ nữ quê Thanh Hóa với lối diện rất chân thật nhưng hài hước đã ôm trọn giải thưởng 100 triệu từ chương trình. Sau cuộc thi, cô vẫn được khán giả hết sức yêu mến, chính vì thế mà cũng xuất hiện thêm trong vài chương trình khác. Đồng thời, Trấn Thành cũng rất quan tâm đến đàn chị, cô mời chị Dần đến nhà chơi và giúp đỡ chị khá nhiều trong công việc. Hình ảnh quen thuộc của chị Dần năm nào? Chị xúc động khi được ẵm giải thưởng 100 triệu. Tuy nhiên, sau khi về quê Thanh Hóa, chị Dần ít xuất hiện trên truyền hình hơn, vả lại cũng chỉ được mời đi diễn tỉnh. Cuộc sống của chị cũng khá giả hơn trước rất nhiều, ăn mặc sành điệu hơn, thường xuyên đi chơi. Thời gian gần đây tuyệt nhiên không ai nhắc đến tên chị Dần nữa. Có lẽ bởi một thời gian lâu rồi chị chưa xuất hiện trên truyền hình hay có một sản phẩm nào mới, cũng ít chia sẻ trên Facebook hơn. Tuy vậy, cuộc sống của chị cũng vẫn khá giả, đàn em Trấn Thành nhìn chắc cũng phải giật mình. Dù ít xuất hiện, nhưng cuộc sống của chị vẫn rất đầy đủ. Có thể thấy phong cách ăn mặc của chị Dần rất sang chảnh. Cuộc thi Thách Thức Danh Hài đã khiến chị đổi đời. Nhìn hình ảnh sành điệu của đàn chị, chắc nhiều người sẽ giật mình. Đúng là khi có điều kiện kinh tế thì nhìn chị Dần khác hẳn trước kia. Sau khi nổi tiếng, chị vẫn rất thân với Trấn Thành. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì không thấy hai người nhắc đến nhau nữa. Những hình ảnh của chị Dần trên truyền hình cũng không còn. Thi thoảng chị được mời đóng phim, tiểu phẩm hài, nhưng thực sự số người quan tâm không nhiều. Lúc mới nổi tiếng, chị còn được phóng viên về tận nhà để quay. Bây giờ có lẽ chị toàn tâm toàn ý thời gian chăm lo cho gia đình, làm vợ làm mẹ đảm đang. Mới đây chị Dần còn khoe ảnh thời cưới vẫn còn non xanh của mình. Những sao Việt từng điêu đứng vì trót phạm miệng hại thân. Nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra từ việc không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói đã gây ảnh hưởng đến hình tượng của các nghệ sĩ. Hương Giang Idol bị lên án khi bảo nghệ sĩ Trung Dân đúc đầu vào cầu tiêu. Vụ việc gây chấn động cả làng giải trí Việt trong khoảng thời gian dài chính là câu chuyện ứng xử của ca sĩ Hương Giang Idol với nghệ sĩ Trung Dân. Cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới toanh, cả hai đã có những va chạm đáng tiếc.
Câu nói gây lên một làn sóng dữ dội xuất phát từ game show Siêu Sao Đoán Chữ, khi MC Đại Nghĩa đưa ra một câu hỏi và yêu cầu người chơi điền vào chỗ trống với nội dung Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần ông ấy đúc đầu vào ba chấm và ông ấy bị thương. Trong khi nhiều nghệ sĩ đưa ra những đáp án hết sức bình thường như bàn ghế, lò nướng, máy giặt, thì Hương Giang lại chọn cho mình đáp án là cầu tiêu. Chính câu trả lời tưởng chừng như khác biệt đã khiến nghệ sĩ Trung Dân không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc chơi. Để bảo vệ cho danh dự của mình, nam nghệ sĩ buộc Hương Giang đổi ngay đáp án và sau đó cắt ngang chương trình ra về trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại trường quay. Nhận thấy lời nói quá trớn gây ảnh hưởng đến bậc cha chú và khiến mình bị ném đá, Hương Giang đã tìm đủ mọi cách để liên lạc và nhận lỗi. Thế nhưng, khi liên lạc bất thành, cô đành đích thân xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân và khán giả trước báo chí. Có lẽ như vậy vẫn chưa đủ đối với nữ nghệ sĩ, trước áp lực của dư luận khiến cô không chịu nổi phải khóa trang cá nhân và tạm ngưng tham gia các hoạt động trong khoảng thời gian khó khăn của mình. Minh Hằng gật đầu khẳng định Hồ Ngọc Hà là người ép cô rời khỏi The Face. The Face mùa 2 đang diễn ra với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh các vị huấn luyện viên trẻ. Thế nhưng trước đó, câu chuyện về các vị huấn luyện viên được đồn đoán cũng khiến người ta phải đau đầu. Người gặp nhiều rắc rối và phải gặp báo chí để phân trần sự việc chính là nữ ca sĩ Minh Hằng. Trước đó, khán giả từng hào hứng trước thông tin xác nhận của Minh Hằng về việc là một trong ba huấn luyện viên mùa thứ 2. Các fan của cô còn dự đoán đó sẽ là một khó khăn cho các gương mặt còn lại, dù chưa cần biết là ai. Bên cạnh kinh nghiệm diễn xuất, Minh Hằng còn là gương mặt quá thân quen của nhiều nhãn hàng tại Việt Nam. Thế nhưng các fan của nữ ca sĩ vui mừng chưa được bao lâu thì đã phải nghe tin cô bị chèn ép trước khi cuộc đua bắt đầu. Sau đó, theo một số nguồn tin cho biết, người đẹp này tự ý xin rút lui vì nhiều lý do không tiện chia sẻ. Đỉnh điểm câu chuyện là khi Minh Hằng trực tiếp trao đổi sự thật với báo chí với nhiều cảm xúc của bản thân. Cô quyết định không lấp liếm sự thật mà nói ra để nhãn hàng cô đang đại diện và người hâm mộ có thể hiểu những vấn đề mình đang gặp phải. Cô không nói tên người đó, nhưng cái gật đầu của cô đã xác nhận câu nói ai cũng được trừ Minh Hằng, chính là từ đàn chị Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, chính Hồ Ngọc Hà cũng không nằm trong ba huấn luyện viên The Face mùa thứ 2 và sự việc này vẫn chưa bao giờ ngã ngũ bởi ban tổ chức không đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan. Đến thời điểm hiện tại, dù không còn nhắc đến nhau trong những câu chuyện của mình, nhưng mối quan hệ giữa hai nữ nghệ sĩ này vẫn bị cho là khá căng thẳng. Trấn Thành gây ồn ào với câu nói, nếu khán giả thấy hài nhảm hãy tắt TV. Sau khi bị nhà đài từ chối tham gia làm huấn luyện viên tuyệt đỉnh song ca nhí, Trấn Thành chịu một áp lực lớn từ việc bị mổ xẻ câu nói trong một bài phỏng vấn. Vốn quen với việc làm người dẫn chương trình, nói năng lưu loát, anh được xem là một trong những nghệ sĩ được lòng công chúng bằng khả năng ăn nói. Chính sự khôn khéo đó đã giúp Trấn Thành dễ dàng chiếm tình cảm khán giả qua các vai diễn cả trên sân khấu và phim ảnh. Thế nhưng, tai họa lại rơi vào anh với một bài phỏng vấn trải lòng lúc buồn bã. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí hãy tắt TV, câu nói khiến Trấn Thành mất đi một lượng fan không nhỏ. Câu chuyện vạ miệng không chỉ xảy ra với những nghệ sĩ ít tuổi, mà kể cả những người có thâm niên trong nghề cũng không tránh khỏi. Gần đây nhất chắc chắn không thể quên sự việc người mẫu Trang Trần dùng những lời lẽ không hay khi nói về đàn chị nghệ sĩ ưu tú Xuân Hương. Câu chuyện trở nên báo động khi rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bảo vệ hình ảnh đàn chị. Vợ cũ nam MC Thanh Bạch cũng lên tiếng khởi tố hành động thiếu kiểm soát của nữ người mẫu. Trước đó, Hương Tràm cũng từng dính vạ miệng với thầy của mình tại The Voice mùa đầu tiên. Sau đó, quán quân tiếp tục những phát ngôn mâu thuẫn về việc phẫu thuật thẩm mỹ, khiến khán giả phải ngao ngán khi nghe những thông tin kiểu này. Còn rất nhiều nghệ sĩ từng vì một câu nói mà trở thành chủ đề bàn tán của công chúng như Thái Thùy Linh với câu chuyện con gái là người tình của ba kiếp trước, hay Ngọc Trinh từng có phát ngôn để đời, không tiền thì cặp đứt mà ăn. Làm người của công chúng xưa nay vốn không hề dễ dàng, tác phong và lời ăn tiếng nói trước khán giả cần phải chỉnh chu và nghiêm túc. Bài học từ những người đi trước chính là sự răn đe cho các nghệ sĩ trẻ phải cẩn thận hơn trong nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Hóa ra đây là cảnh nóng khiến Diệp Bảo Ngọc phải bỏ vai. Phi Huyền Trang, người thay thế Diệp Bảo Ngọc cho biết, cô phải diễn cảnh trên giường với hai nhân vật nam là hai cha con trong phim. Sau lùm xùm Diệp Bảo Ngọc bỏ vai vì cảnh nóng đang gây xôn xao cộng đồng mạng, mới đây, nhà sản xuất phim Lời Nguyền Gia Tộc đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong phim do Phi Huyền Trang, nữ diễn viên được chọn thay thế vào phút chót đảm nhận.
Phi Huyền Trang được chọn thay thế sau khi Diệp Bảo Ngọc bỏ vai diễn vì cảnh nóng. Theo đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã hé lộ một số hình ảnh hậu kỳ khi người đẹp này diễn cảnh nóng với bạn diễn trong phim. Đại diện ekip cho biết, đây là lần đầu tiên Phi Huyền Trang đảm nhận vai nữ chính, thế nhưng cô đã mạnh dạn có những cảnh nóng khá táo bạo cùng hai nhân vật nam, vốn là cha con trong phim. Tuy nhiên, cô chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật và không sợ khán giả đánh giá mình là gái hư. Người đẹp có khá nhiều cảnh giường chiếu nóng bỏng cùng hai nhân vật có mối quan hệ cha con trong phim. Khi vừa nhận kịch bản, tôi đã đọc liền tù tì hơn 2 giờ đồng hồ và lập tức nhận lời ngay vì nội dung quá hay. Còn những cảnh nóng, ngay từ đầu tôi đã xác định là mình sẽ phục vụ cho vai diễn nên sẽ không ai đánh giá bạn là gái hư hay gái ngoan. Chỉ vì bạn đang hết mình cho nghệ thuật, nữ diễn viên khẳng định. Chia sẻ về cảnh quay nhạy cảm với hai cha con trong phim, Phi Huyền Trang khẳng định đó là những thước phim dung hòa được yếu tố nghệ thuật và sự gợi cảm. Nó không thô thiển nhưng vẫn đủ nóng bỏng để khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Tôi cũng rất sẵn sàng đón mẹ từ Bắc vào xem buổi công chiếu, vì tôi tin rằng người thân và những ai yêu thương tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng ủng hộ tôi, người đẹp cho biết. Theo tiết lộ từ ekip làm phim, các diễn viên vẫn phải chịu cái lạnh thấu xương khi phải quay cảnh giường chiếu ở những căn nhà hoang giữa rừng vắng lạnh lẽo của Đà Lạt. Ở những phân đoạn này, nam diễn viên Lâm Vinh Say tỏ ra mình là đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Còn Tuấn Trần lại là gương mặt mới, lần đầu tiên quay cảnh nhạy cảm cùng Phi Huyền Trang. Cũng vì có nhiều kinh nghiệm nên Lâm Vinh Say tỏ ra khá cầu toàn và khó tính. Chàng diễn viên 8X đã yêu cầu đạo diễn cho quay lại cảnh nóng nhiều lần, cho đến khi thực sự ưng ý, hài lòng mới thôi. Tuy nhiên, điều đó không khiến Phi Huyền Trang cảm thấy khó chịu, mà ngược lại cô rất hài lòng và tôn trọng cách làm việc nghiêm túc của đàn anh. Về phía Tuấn Trần, mỗi khi diễn cảnh tình tứ thân mật cùng anh, Phi Huyền Trang lại là người nằng nặc, đòi đạo diễn quay đi quay lại cảnh nóng. Người đẹp sinh năm 1988 diễn cảnh nóng cùng cậu bạn thân Tuấn Trần. Đây là lần đầu tiên cả hai đảm nhận vai chính và có nhiều cảnh đỏ mặt trên phim. Huyền Trang cho biết cô luôn là người chủ động đòi quay lại cảnh nóng vì Tuấn Trần là diễn viên mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong các cảnh quay tình cảm. Vì Tuấn Trần là diễn viên trẻ nên cậu ấy chưa có nhiều trải nghiệm để đóng những cảnh này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng là bạn bè thân thiết ngoài đời nên khi đối diện, mặt đối mặt như tình nhân đều cảm thấy rất căng thẳng. Nữ diễn viên sinh năm 1988 chia sẻ.